Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Nha Khoa và Đời Sống của kênh YouTube Nha Khoa Ân Tâm. Và ở tập trước thì Nha Khoa Ân Tâm cũng đã chia sẻ với mọi người về quy trình sản xuất răng toàn sứ Zirconia. Vậy thì trong tập ngày hôm nay, Nha Khoa Ân Tâm sẽ tiếp tục giới thiệu rõ hơn về các bước làm răng sứ tại Nha Khoa Ân Tâm nhé. Bước 1 cũng chính là bước quan trọng nhất. Chúng ta sẽ được chụp phim, thăm khám và kiểm tra răng miệng kỹ. Ở bước thứ hai, sau khi phân tích dáng răng, các bác sĩ sẽ tư vấn và đưa ra lời khuyên giúp quý khách hàng có thể dễ dàng chọn lựa loại sứ, màu sắc và dáng răng phù hợp với mình. Bước thứ ba đó chính là lưu lại hình ảnh khách hàng. Ở bước này, tất cả các vị khách hàng sẽ được thiết kế riêng nụ cười phù hợp với mình bằng công nghệ hiện đại smile design. Bước 4, tiến hành vệ sinh làm sạch khoang miệng. Sau đó sẽ mài một lớp men răng vừa đủ khoảng lên một lớp sứ mỏng. Tiến hành lấy dấu làm răng tạm và chúng ta sẽ sử dụng răng tạm trong thời gian 3 ngày đợi răng sứ. Và một điều lưu ý ở đây là răng tạm sẽ có form răng giống như răng thật. Chính vì vậy, quý khách hàng có thể ăn uống và vệ sinh giống như răng bình thường. Bước thứ 6, sau thời gian 3 ngày, quý khách hàng sẽ quay trở lại nha khoa để được các bác sĩ thử sứ và chỉnh sửa trực tiếp lên khuôn miệng của mình. Trong trường hợp nếu quý khách hàng cảm thấy hài lòng, các bác sĩ sẽ tiến hành gắn kết thúc. Hoặc nếu trong trường hợp quý khách hàng cảm thấy phân vân, chúng ta sẽ có bước thứ 7, đó chính là gắn tạm một tuần để khách hàng có thể cảm nhận và có thể chỉnh sửa trong thời gian này. Và cuối cùng chính là bước thứ 8. Ở bước này thì quý khách hàng sẽ quay trở lại nha khoa một lần nữa để kiểm tra và chỉnh sửa lần cuối và tiến hành gắn kết thúc. Đó là toàn bộ quá trình làm răng sứ tại nha khoa Ân Tâm. Và có một điều lưu ý nho nhỏ nữa, sau khi gắn răng kết thúc, Nha Khoa Ân Tâm vẫn luôn khuyên quý khách hàng nên khám răng định kỳ từ 4 đến 6 tháng một lần. Điều này sẽ giúp cho quý khách hàng có một hàm răng trắng sáng và khỏe mạnh. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi có thể giúp ích cho quý khách hàng. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo của chương trình Nha Khoa và Đời Sống. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể truy cập vào Facebook Nha Khoa Ân Tâm và đón xem những số quay trước của Nha Khoa trên kênh YouTube Nha Khoa Ân Tâm để có thể đăng ký và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo.